8 tháng chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đến nay, doanh nghiệp này đã 3 lần bị cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương nhắc nhở. Tổng số tiền nợ của doanh nghiệp hiện đã lên tới gần 3,8 tỷ đồng. Đơn hàng là giảm đến 40-50%, dẫn đến là đơn hàng không có, dẫn đến là nguồn thu nhập của người lao động không có. Trước tình hình những khó khăn như thế, công ty cũng đã thông báo đến cái số nợ cụ thể cho người lao động, cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy được biết. Nhiều lần đến làm việc tại các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội để nắm tình hình, đốc thúc đóng bảo hiểm. Thế nhưng cửa đóng then cài là cảnh mà những người làm bảo hiểm xã hội ở địa phương thường hay gặp phải. Tính đến nay, tại riêng thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, số nợ đóng bảo hiểm xã hội đã lên tới gần 20 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội mà vào cuộc mà để cho xử lý cái đơn vị nợ kéo dài thực sự là rất là khó khăn, vì các cái quy định chế tài đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì cũng mức độ là vào làm việc đôn đốc, sau đó kiến nghị với các cơ quan chức năng. Theo con số thống kê của các cơ quan chức năng, hiện cả nước có khoảng 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội từ một tháng trở lên. Trong đó, hơn 200.000 người bị treo quyền lợi do doanh nghiệp đã phá sản, giải thể hoặc có chủ bỏ trốn. Những quyển sổ bảo hiểm xã hội như thế này là thứ giấy tờ duy nhất mà gần 300 công nhân lao động của công ty dệt 19 tháng 5 được nhận sau khi nghỉ việc. Và số tiền gần 14 tỷ đồng mà công ty nợ chưa chi trả đối với người lao động hiện nay vẫn chưa được thanh toán sau gần 1 năm, mặc dù sự việc đã được chuyển sang cơ quan công an tỉnh Hà Nam. Khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội có thể coi là của để dành quý giá của người lao động, cũng là số tiền tích lũy của họ khi về già để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, với những sự cố nợ hàng chục tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội như tại công ty dệt 19 tháng 5, thì những người lao động đến tuổi về hưu như thế này đang chưa biết bấu víu vào đâu để trang trải cuộc sống. Thực tế thì không bị coi như là một khoản thu bắt buộc giống như thuế, mà cũng không ảnh hưởng gì tới sản xuất kinh doanh, cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và còn rất nhiều cái không khác nữa. Cũng chính vì thế mà trong nhiều năm qua, tình trạng chậm rồi nợ rồi là trốn đóng bảo hiểm xã hội cứ kéo dài và vẫn chưa thể xử lý được dứt điểm. Đây là những hình ảnh thường thấy khi đi thu nợ quỹ bảo hiểm xã hội. Phần lớn chủ các đơn vị chậm nộp quỹ này đều không xuất hiện khi đoàn kiểm tra đến làm việc. Và cuối cùng, trong tâm thế của người thực thi quyền lợi của người lao động cũng phải quay về tay trắng. Nợ vẫn tiếp tục nợ. Không thể phủ nhận được những khó khăn của doanh nghiệp trong thời kỳ hiện nay. Tuy nhiên cũng không ít doanh nghiệp đã lợi dụng tình trạng này để chậm và chây ý việc đóng bảo hiểm. Trong khi đó có một nghịch lý, đấy là người lao động đã được khấu trừ tiền đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm, nhưng doanh nghiệp lại không nộp. Đây là một nguy cơ dẫn đến việc mất cân đối thu chi cho bảo hiểm xã hội. Và về lâu dài thì sẽ ảnh hưởng đến những quyền lợi của người lao động trong tương lai. Đã có những quy định về việc xử lý các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, vì sự chồng chéo của các quy định dẫn tới xử lý rất khó khăn. Hầu hết các vụ trốn đóng bảo hiểm xã hội được chuyển sang cơ quan công an nhưng không thể khởi tố. Đối với cái hành vi là trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì bắt buộc là hành vi này đã bị xử lý hành chính về hành vi này. Có nghĩa là hành vi này ở đây có thể được hiểu là hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên thì các cái quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan bảo hiểm xã hội thì là lại xử phạt về hành vi là chậm đóng bảo hiểm xã hội. Ở đây thì nó dẫn đến cái điều là không sát với cấu thành tội phạm quy định theo Bộ luật hình sự. Các doanh nghiệp trốn đóng không thể xử lý, nguồn thu quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ ngày càng ít đi, trong khi tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội diễn ra khá phức tạp. Đây là vấn đề đặt ra trong việc sử dụng, quản lý các nguồn quỹ bảo hiểm. Các nghị định hướng dẫn về cái xử phạt thì cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ là xử phạt được đơn vị doanh nghiệp về cái hành vi là chậm đóng. Còn cái hành vi trốn đóng thì việc xác định là rất là khó khăn. Do đó đến nay thì cơ quan công an cũng như là các cơ quan pháp luật chưa có là thống nhất trong cái cách xử lý. Tăng cường cái ý thức thực thi pháp luật cho người sử dụng lao động. Và như vậy thì chúng ta phải là xử lý. Cái thứ hai là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tiếp tục là sửa đổi pháp luật theo cái hướng là tăng cái chế tài, tăng cái trách nhiệm, bổ sung các cái chế tài để đảm bảo cái thực thi.
Nhiều quan điểm khác cũng đưa ra như hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp trốn đóng để không mâu thuẫn đối với việc hoãn xuất cảnh theo quy định của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, hoặc cơ quan chức năng sẽ phong tỏa hóa đơn của doanh nghiệp như cơ quan thuế khi doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng vấn đề này đang được tiếp tục lấy ý kiến và đưa vào luật bảo hiểm sửa đổi trong thời gian tới. Cho dù ở hình thức nào thì lạm dụng, trục lợi các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hành vi cần phải chấm dứt và có các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn, xử lý răn đe. Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, các chuyên gia lao động cho rằng là cần bổ sung một số biện pháp chế tài như là khấu trừ tiền nợ bảo hiểm xã hội tại các tài khoản ngân hàng sau khi đã có thông báo đôn đốc các cơ quan bảo hiểm xã hội đưa ra trong thời gian nhất định, có thể là khoảng 3 tháng, công khai danh tính các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời là cần có các quy định đồng bộ, khả thi để khắc phục những khó khăn, những vướng mắc đang đặt ra hiện nay trong việc khởi kiện dân sự và khởi tố hình sự đối với người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.